Xin chào tất cả các bạn cùng bà con cô bác gần xa ở khắp mọi nơi nha. Các bạn ơi, hôm nay mình làm khoai tây nướng này các bạn. Và hy vọng các bạn xem qua nha. Trước hết muốn kính chúc các bạn cùng bà con cô bác mình có một ngày thật sự an lành và hạnh phúc nha các bạn. Đây nè các bạn nhìn nè, khoai tây rửa cho sạch rồi đi cắt nhỏ ra để lúc hấp cho nó mau chín nha các bạn. Là cái món này là mình tự suy nghĩ ra mình làm thôi nha các bạn, chứ thật ra thì nó không có trong sổ sách hay là một cái nhà hàng nào hết đấy. Đấy, mình tự nghĩ mình làm thôi. Đó, xong mình đem đi hấp. Vì ở đây khoai tây nó nhiều lắm các bạn, và nó cũng rẻ tiền nữa. Cứ ăn chiên, rồi đem đi luộc, đem nấu gì các thứ ăn riết rồi nó cũng ngán. Nên mình suy nghĩ ra cái cách này nè, mình làm đấy, mấy nhỏ nó ăn nó cũng thích. Đấy, bỏ vô nồi mình hấp. Hấp một khoảng thời gian 15-20 phút rồi đó, rồi mình thử nó, xem nó chín chưa. Lấy chiếc đũa mình xôm rồi thấy nó lủng nhẹ nhàng là nó chín đó các bạn, còn số nó cứng à, cái này nó còn hơi cứng, nó chưa chín đó. Nếu nó chưa chín đó, thì mình có thể mình hấp thêm một tí nữa để cho nó thật chín đấy. Rồi cái này thì bây giờ mình hấp lại một ít nữa các bạn, cho nó thật chín để nữa mình nghiền đó, nó dễ hơn đấy, cho nó cứng đó, thì mình khó nghiền đó. Khi nó chín thì mình đổ ra cái tô để các bạn bắt đầu mình nghiền cho nó thật nát. Đấy, các bạn xem nè. Đấy, cũng dễ làm lắm các bạn, không có khó đâu mà cũng nhanh nữa. Nó nghiền cho thật nát luôn, xong rồi mình bỏ mấy cái trứng vào các bạn. Bỏ mấy cái trứng vào mình trộn, mình nghiền cho mà nó giống như bột vậy đó. Nghiền nát luôn, giống như là thành bột vậy đó các bạn. Đấy. Rồi xong rồi bắt đầu mình bỏ vô một cái đĩa inox các bạn, rồi gắt chi lên. Chi là phô mai đấy các bạn, cái nào gì mua ở Costco đó, cái loại này ăn cũng tốt lắm các bạn. Đấy. Nói chung cái món này thì mình làm nhiều lần rồi ăn thấy được đấy, do đó hôm nay chia sẻ các bạn xem. Đấy, xong rồi mình cho một ít pepperoni lên, cái loại này thì của Italy đó các bạn, cũng được mua ở Costco luôn đó, giống y chang như pizza. Pizza người ta cũng làm cũng giống giống vậy đó các bạn. Mình đi mua pizza đó mình thấy cũng người ta cũng làm giống giống y chang vậy đó, mình bắt chước theo thôi chứ không gì. Đấy, rồi chỉnh nhiệt độ cái oven nó 350 độ F thì nó khoảng hơn 100 độ C đấy các bạn. Đấy, rồi xong rồi mình bỏ vào cái oven để mình nướng. Đấy, mình nướng độ khoảng 15-20 phút gì đó, rồi mình thăm chừng mình thấy nó được thì mình lấy ra thôi đó. Nè các bạn xem nè, bây giờ mình xem thử là nó màu nó như vậy đó các bạn, nó nhìn rất là ngon các bạn, được rồi đấy. Đấy, rất là tuyệt vời luôn đấy các bạn. Đó, đây là món hàng thành phẩm của mình nè các bạn, cái loại này nè ăn sáng tốt lắm, rồi ăn trưa cũng được, rồi ăn tối rồi cũng rất là ngon luôn. Do đó là mình thấy vậy đó, mình chia sẻ lại rồi các bạn nào thích ăn đó, thì mình làm nha, có thể mình tự mình suy nghĩ ra mình làm ngon hơn nữa. Đây là giờ cắt thử nè các bạn, nó còn nóng nó hơi mềm, nhưng mà khi nó nguội thì nó sẽ cứng lại giống y chang bị xà vậy đó. Nó ngon lắm, hôm nào các bạn nếu có thời gian thì các bạn làm thử đi. Mình có thể mình chế biến theo ý của mình cho nó ngon hơn nữa. Nó bữa này là mình làm theo ý của mình thôi, chứ thật ra thì nó không có sổ sách hay là không có đâu chỉ hết nha các bạn.